tác định chuyện này mỗi ngày quanh năm. Nếu mà ai hợp tác quan tâm thì liên hệ ở đây. Cho bệnh nhân dùng trong những khó khăn của bệnh viện. Của em thì cho là
những bệnh viện đó là đầu tiên là bệnh viện ung bú chỉnh hình cho 15 nhi đồng 1 với lại có một cái điểm là cung bác cơ nhà ở của thành phố Phan. Sau đó thì hội chúng tôi có 12 tháng thì nó có 12 nhóm khác nhau, mỗi một nhóm lên thiện nguyện dưới hội là 1 tháng thì trung bình một cái nhóm một cái tổng trưởng nó lên khoảng từ 15 đến 20 người. Khi mà trong 15 20 người họ đem lên đầy đủ hết, những người nào sắp xếp, người nào nấu cơm, người nào nấu canh, người nào sắt gọt, cứ lấy một thành phần có một cái trách nhiệm riêng, thành ra thì họ cũng rất là đỡ nhọc, cho nên thì những tất cả những người lên đây đều là thiện nguyện hết, ở dưới trên tại ở tại đây là 30 ngày, thì trong cái từ thiện mình cũng rất là chật, thì mỗi người lên đây thì bên hội đưa cho mỗi người một cái chiếu, cái mền, cái gói, thì tùy thị chỗ nào trống thì mọi người cứ trải ra để mà nằm nghỉ lưng, khoảng là 2 giờ là dậy hết, tất cả mọi người phải dậy hết, người sắp do người do gạo để cơm kịp đến là 6 giờ là nấu, là 7 giờ rưỡi thì mình mang đi các bệnh viện, còn 8 giờ rưỡi thì mình phát lại bệnh viện của này. Cũng là nói cảm ơn tất cả, tại vì dù Thủy chỉ là cái người chuyển giao thôi, còn cái chính mà cho đó là gia đình của chị My cùng các con của chị, rồi gia đình của Khoa Vinh Thành, gia đình của Thái Dạ. Xin cảm ơn tất cả các nhà đây tại địa khu là trưởng phòng từ thiện của Bảo Vân, cảm ơn những gì cho bệnh nhân nghèo ung bú, không phải là của bệnh nhân nghèo ung bú mà của nhiều bệnh viện ngay chị đã giới thiệu đây. Dạ, kính thưa gia đình chị My cùng các con của chị, gia đình Bằng Diệp, gia đình Dũng Hảo, gia đình Yến Alex, kính thưa chị Hải và em Hằng, hôm nay chị lại có mặt tại hội từ thiện Bảo Vân sát bệnh viện ung bú để trao những phần quà của các em đã gửi về cho chị để trao tới bệnh nhân nghèo bị bệnh ung bú, gồm 1.000 phần ăn và mỗi người được lãnh một chiếc kem đánh răng, một cái khăn mặt. Chị xin cảm ơn tất cả các em và xin cảm ơn một từ thiện lại của Bảo Vân đã tạo điều kiện cho chị và các em được trao những cái phần cơm và phần quà nghèo. Chị chúc gia đình các em được sức khỏe, công ăn việc làm được thuận lợi, các con được học hành chính mồ. Em kính chúc chị Hải được sức khỏe, vui vẻ, tất cả mọi sự tốt đẹp như ý muốn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Các em ơi, đây là mấy người ngồi chờ bên này. Khi nào mà nghe tiếng kẽn thì nó bắt đầu mới lại 20 người qua nhận cơm một để cho nó trật tự. Tới để ngồi chờ theo thứ tự. vui vẻ nha. Mấy em ơi, Diệp Bằng Yến Dũng ơi, ở đây là hội từ thiện Cừu Bảo Vân là làm đậu hũ luôn đó em, bảo đảm cho cái bệnh nhân nghèo tới lãnh cơm á, chất lượng, thành ra là ở đây hội làm luôn đậu hũ luôn đó em. Bây giờ đang nấu đây. Dạ, nấu là mình nêm nước muối thôi. Dạ. Cũng thành tâm cảm ơn hội từ thiện Bảo Vân đã tạo điều kiện cho chị em chúng mình mà để mình đến khám được rồi cho bệnh nhân. Rồi các anh ở đây là nấu, cũng xin cảm ơn các anh, chúc các anh sức khỏe nha, mừng mười phương chư Phật phù hộ cho các anh sức khỏe nha, là cái nấu để phục vụ cho bệnh nhân nghèo và đóng mua nước Phật, tới nước nhì, tới nước nhất.